Xin chào bà con, chào các bạn. Hiện nay toàn tỉnh Phú Thọ đã công bố dịch tả lợn châu Phi tại 176 xã phường, hơn 1.970 hộ thuộc 13 huyện thành thị. Số lượng tiêu hủy tại các xã công bố dịch là 35.162 con. Trong 30 ngày qua, đã có 31 xã công bố dịch đã qua 30 ngày, không phát sinh thêm lợn ốm chết và 21 xã đã công bố hết dịch. Nhiều hộ dân tại các xã hết dịch nhanh chóng bắt tay vào việc tái đàn để khôi phục chăn nuôi. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện còn khá phức tạp, ngành nông nghiệp chưa khuyến khích các hộ chăn nuôi tái đàn vào thời điểm này. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng tốc độ lây lan có chiều hướng chậm hơn, số ổ dịch phát sinh giảm, số hộ có lợn ốm chết buộc tiêu hủy giảm dần. Tuy vậy, dịch bệnh có xu hướng lây lan đến một số cơ sở chăn nuôi quy mô từ 400 đến gần 1.000 con tại các huyện Thanh Thủy, Lâm Thao và Yên Lập. Đặc biệt, xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh, dịch bệnh đã tái phát sau khi công bố hết dịch. Trong điều kiện hiện tại, người chăn nuôi không nên ồ ạt tái đàn, kể cả tại các xã vùng đã công bố hết dịch, để ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát. Dù đã công bố hết dịch, nhưng có thể mầm bệnh, nguồn virus vẫn còn lưu hành trong địa phương và vẫn có thể tái dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Người dân tái đàn vào lúc này thì việc vận chuyển thực phẩm, thức ăn gia súc, phế phẩm nông nghiệp giữa các vùng với nhau cũng là điều kiện thuận lợi, khiến dịch bệnh lây lan trở lại. Công sức của người dân trong phòng chống dịch sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Vì thế, người dân cần thận trọng, theo dõi tình hình dịch bệnh, không nên nôn nóng, khôi phục đàn lợn, có thể tạm thời chuyển hướng sang chăn nuôi gia cầm hoặc các loại đại gia súc khác để tránh thiệt hại về kinh tế. Virus dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine và thuốc điều trị, nên nguy cơ tái phát và tiếp tục lây lan ra diện rộng là rất cao. Người dân tại các địa phương vẫn cần nêu cao tâm lý đề phòng, làm tốt các biện pháp đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo rõ nguồn gốc lợn, tiêm phòng đầy đủ. Đối với các hộ, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tái đàn, cần lưu ý đảm bảo việc áp dụng theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, nên nuôi thăm dò với số lượng nhỏ trước, sau đó nếu thấy ổn thì mới tiếp tục tăng quy mô lớn hơn.